Hello, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh Thùy Dương Sweden và cuộc sống Thụy Điển. Trong cái video ngày hôm nay á, mình sẽ nói về cái việc là ở Thụy Điển có trộm cắp và tệ nạn hay không. Thì cũng có một số bạn comment hỏi mình á, và cái video này mình cũng sẽ giải thích cái lý do tại sao là dạo gần đây á, các bạn thấy mình là rất là ít ra video, không có được thường xuyên giống như lúc trước. À, còn có một điều nữa là mình có coi lại những cái video trước mà mình đăng lên á, thì mình có cảm thấy là mình nói chuyện hơi bị nhanh đó các bạn. À, và bản thân mình bình thường á, thì mình cũng nói chuyện khá là nhanh, mà mỗi khi mình nói nhanh á, thì mình sẽ bị ngọng ở một số cái từ. Ví dụ như nếu mà các bạn thấy chữ thờ á, mà mình nói thành chữ hờ á, lúc mình nói nhanh á, thì cái đó là cái gọi là cái tập của mình á các bạn, là mình không có sửa được. Cho nên nếu mà bạn nào xem video của mình mà cảm thấy khó hiểu quá, các bạn comment bên dưới để lần sau mình có làm video mình biết mà mình tiết chế lại nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ vô cái chủ đề chính. Mình sẽ giải thích cái lý do tại sao là dạo gần đây á, mình ít ra video. Thì thật ra mình đã bắt đầu làm YouTube từ hồi tháng 6 năm trước, thì cho tới thời điểm hiện tại á, là khoảng 1 năm á các bạn. Thì cái kênh của mình hiện tại đã được bật kiếm tiền rồi. Và như mọi khi các bạn thấy, nếu mà cái kênh của người nào mà đã bật kiếm tiền rồi á, thì họ sẽ rất là hăng hái để họ làm video ra để họ kiếm tiền, chứ không phải như mình dạng như là khoảng 3-4 tuần rồi mới có một cái video. Thì thật ra công việc của mình bên đây rất là nhiều luôn, mình có đăng video về cái công việc bên đây cho các bạn xem cũng như là thời gian mình làm việc rồi đó. Và hiện tại thì mình còn học nữa các bạn, mà mình không có đến trường, mình chỉ học online ở nhà thôi. Và học online đồng nghĩa với việc là bạn làm bài tập rất là nhiều luôn. Như các bạn biết, mình làm nhiều và mình học nữa, cho nên cái thời gian mà mình dành cho YouTube á, thật sự nó rất là ít luôn. Và nhiều lúc mình muốn làm một cái video nói cái gì đó, nhưng mà mình không có thời gian, và đặc biệt mình cũng khá là mệt đó các bạn, cho nên mình cũng không có ý tưởng nữa. Nhưng mà có một cái sự thật là mình sẽ không từ bỏ làm YouTube và mình vẫn cố gắng ra video. Nó sẽ không thường xuyên nhưng mà đại loại khoảng 3-4 tuần gì đó sẽ có một video cho các bạn. Cho nên mình hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình nha. Thực trạng tệ nạn xã hội ở Thụy Điển. Thì ở bất kỳ cái đất nước nào cũng có tệ nạn xã hội, và tùy theo cái mức độ nhiều hay ít thôi. Thì ở Thụy Điển á, cũng có nha các bạn, giống như là trộm cướp, rồi băng đảng, ma túy, hiếp dâm, rồi lừa đảo, trấn lột. Nói chung là Thụy Điển có đầy đủ các cái kiểu phạm tội hết. Nhưng mà cái mức độ thường xuyên xảy ra những cái tệ nạn đó nó rất là thấp nha các bạn. Ví dụ như khi mà các bạn có xe đạp, các bạn để ngoài đường mà các bạn không có khóa lại á, thì nó có nguy cơ là các bạn bị lấy mất. Nhưng mà nếu mà các bạn khóa lại á, thì những người mà định lấy cái xe đó họ sẽ từ bỏ ý định, tại vì họ không có muốn mất thời gian để ngồi đó mà đập cái ổ khóa của bạn. Còn đi ra đường mà nếu mà chen chúc nhiều quá thì nó cũng có những cái trường hợp là móc túi xảy ra ở những cái bến tàu á các bạn, lúc mà quá là đông người không có ai để ý á, nó cũng có nhưng mà với cái mức độ nó rất là ít nha các bạn, và nó làm cho các bạn cảm thấy là không có quá sợ. Giống như ở những cái thành phố lớn hoặc là những nơi mình sống nè, người ta xài những cái túi hiệu đắt tiền, những cái đồng hồ hiệu này kia ra đường, người ta cũng không có sợ bị cướp, bị giật ngoài đường nha các bạn. Họ cũng cứ xách đi bình thường thôi. Trừ khi những cái trường hợp mà bạn xách đi vào ban đêm á, lúc mà không có người á, thì cái mức độ cái nguy hiểm nó sẽ tăng lên. Thì cái tệ nạn ở thành phố lớn lúc nào nó cũng nhiều hơn ở miền quê hết. Mình hiện tại là đang sống ở một cái ngôi làng nhỏ thôi, nhưng mà ở chỗ mình nó cũng thường xuyên xảy ra những cái nạn trộm cắp. Giống như là nếu mà bạn có nhà villa thì những cái bọn mà tội phạm á, thường là đột nhập vô lúc mà bạn không có nhà để lấy những cái dụng cụ trong cái garage của bạn, hoặc là lấy những cái đồ giá trị trong nhà của bạn. Những cái tệ nạn mà được đánh giá là nhiều nhất ở Thụy Điển á, là nạn trộm cắp, trấn lột của các bạn, và lừa đảo. Ví dụ như nếu mà các bạn đi một mình vào ban đêm mà các bạn có những cái đồ mà đắt tiền á, thì những cái bọn mà tội phạm nó sẽ lại và nó sẽ ví dụ như kề dao hoặc là kề súng bạn để yêu cầu bạn phải đưa họ những cái đồ đó, thì nó cũng xảy ra rất là nhiều nha các bạn. Và thường những người mà bị như vậy thường là đi một mình á, đi lẻ tẻ vào ban đêm á. Rồi cái nạn lừa đảo ở Thụy Điển nó cũng rất là nhiều luôn. Đại loại là họ gọi điện thoại cho bạn thì họ giới thiệu một số cái loại sản phẩm gì đó mà khi mà bạn đã ký hợp đồng rồi, mà nếu mà bạn không biết á, bạn không biết tiếng, rồi bạn không biết luật á, bạn không có hủy bỏ hợp đồng trong vòng 14 ngày á, thì bạn sẽ bị dính vô cái hợp đồng mấy năm, đại loại là như vậy. Và những cái đối tượng mà bọn tội phạm này hướng tới là những người mà dạng nhập cư chưa có biết tiếng nè, và những người già các bạn. Những người già là những người mà họ không có ý thức được là
họ đang bị lừa. Và dạo gần đây á, những cái loại tội phạm mà đang hoành hành ở Thụy Điển và đặc biệt là mọi người rất là quan tâm đó là những cái băng đảng nha các bạn. Có một cái video mình cũng đã nói sơ về cái việc mà băng đảng ở Thụy Điển, thì hầu như á, mỗi ngày ở Thụy Điển đều có xảy ra cái tình trạng bắn nhau nha các bạn, là do những cái băng đảng này họ đã xung đột với nhau, kiểu như là bên đây bắn bên kia rồi bên kia trả thù đại loại là vậy. Mà ở Thụy Điển có vài chục băng đảng luôn, thì nó cứ bắn nhau liên tục vậy các bạn, cho nên ngày nào cũng có những cái vụ bắn lẻ tẻ, và có một ngày là có rất là nhiều vụ nữa. Thì đó là cái vấn đề mà mọi người rất là quan tâm. Và cái việc mà buôn bán ma túy nó liên quan tới băng đảng thì nó rất là thường xuyên luôn. Bản thân mình đã chứng kiến một vài lần là mình thấy là cái việc mà buôn bán ma túy công khai ngoài đường đó các bạn. Và thường những cái vụ án mà băng đảng mà bắn nhau mà gây chết người các bạn rất là khó để phá luôn. Cái lý do là cảnh sát Thụy Điển không có bằng chứng. Mình ví dụ một điều, nếu như ở Việt Nam á, các bạn được quyền là đặt camera ở đâu các bạn muốn, đặt khắp nơi luôn. Khi có xảy ra chuyện gì đó thì các bạn có thể tra lại camera, kiểm tra lại và lấy những cái bằng chứng mà camera vô tình quay lại được. Còn ở Thụy Điển á, thì cái quyền riêng tư của con người rất được tôn trọng luôn và được bảo vệ. Cho nên cái việc mà bạn đặt camera ngoài đường á, hầu như là không thể, nếu mà bạn không có lý do nào đó. Mình ví dụ nếu như mà bạn có một cái cửa hàng, bạn muốn đặt một cái camera để quay sang ngoài đường để xem mà lỡ khi có một người nào đó đi ngang cửa hàng mà có ý định muốn phá hoại thì bạn có thể biết được đó là ai á, thì là không được nha các bạn. Ở đây nếu mà bạn có muốn có một cái camera mà để quay sang đường để quay mọi người thì bạn phải xin phép và có cái lý do chính đáng từ cái ủy ban của nơi bạn sống. Đó cũng là lý do vì sao mà mỗi lần mà có những cái vụ án mà xảy ra thì hầu như là không có tìm được dữ liệu từ camera nha các bạn. Tại sao Thụy Điển ngày càng nhiều tệ nạn và vì sao dân nhập cư bị kỳ thị? Thì nói tới đây nhiều người sẽ thắc mắc là tại sao Thụy Điển là một quốc gia nổi tiếng là giàu có nè, văn minh, hiện đại, phát triển và một trong những quốc gia đáng sống nhất trên thế giới mà tại sao lại vẫn có những cái tệ nạn như vậy và hiện nay thì ngày càng nhiều luôn á các bạn. Thì cái lý do chính mà dẫn đến việc Thụy Điển xảy ra ngày càng nhiều những cái tệ nạn như thế này đó là nhập cư nha các bạn. Thụy Điển cách đây 10-15 năm á, rất là yên bình nha các bạn. Vào cái thời điểm đó thì cái mức độ mà tệ nạn rất là thấp luôn. Nhưng mà vào năm 2015 á, đất nước Thụy Điển quyết định là nhận rất là nhiều người dân nhập cư từ các cái đất nước Trung Đông sang. Thì cái con số mà nhận thời điểm đó là phải lên tới 163.000 người. Và từ cái lúc mà nhận nhiều lượng nhập cư như vậy á, thì Thụy Điển bắt đầu xảy ra những cái tình trạng giống như là trộm cướp, tệ nạn xã hội, ma túy các thứ các thứ. Thì số liệu cũng chỉ ra rằng á, những cái người mà bị nghi ngờ phạm tội á, các bạn mà có nguồn gốc từ những người nhập cư á, thì nó lớn hơn người ở tại Thụy Điển lên tới 2,5 lần. Thì nói tóm lại những cái loại tệ nạn á, Thụy Điển đang có đa phần bắt nguồn từ dân nhập cư nha các bạn. Thì đó cũng giải thích cái lý do tại sao mà mình nói là người Thụy Điển kỳ thị người nhập cư. Ví dụ như những người nhập cư sang đây họ phạm tội rất là nhiều và làm xấu đi cái hình ảnh của họ trong con mắt của người Thụy Điển. Thì như mình cảm nhận là người Thụy Điển là một người rất là thật thà, họ rất là gọi là họ rất là trung thực nha các bạn, họ rất là khiêm tốn, trung thực và họ rất là giỏi. Mình phải nói là đa phần người Thụy Điển rất là giỏi nhưng mà họ cực kỳ khiêm tốn và họ không có nói nhiều về bản chất con người của họ. Nhưng mà người nhập cư là người sang đây và phạm tội thì bạn cũng hiểu được cái mức độ mà một đất nước của họ mà những người nhập cư sang và gọi là tàn phá đất nước như vậy thì dĩ nhiên là họ phải tức giận rồi các bạn. Dĩ nhiên là họ phải có cái nhìn không thiện cảm. Và bên cạnh đó cũng có một số người nhập cư sang đây các bạn, mặc dù là họ không phạm tội những cái tội nghiêm trọng giống như là cướp bóc, giết người các thứ, nhưng mà họ không có ý thức, họ không có tôn trọng những cái quy định chung. Mình ví dụ nếu mà bạn ở một cái khu chung cư, ở tập thể chung với những cái gia đình khác thì bạn phải tôn trọng những cái nề nếp của cái khu chung cư đó. Ví dụ là bạn không được làm ồn vào khoảng lúc mấy giờ tới mấy giờ. Rồi khi mà sử dụng những cái khu mà giặt đồ công cộng chung với những người khác á, bạn phải dọn dẹp sau khi bạn đã sử dụng xong. Rồi rác bạn phải phân loại đúng cách. Và có một số người nhập cư họ không làm những điều đó. Và đó chính là lý do vì sao những người Thụy Điển họ kỳ thị. Tại vì người Thụy Điển bản thân họ rất là tôn trọng những quy tắc, cho nên họ cực kỳ tức giận khi có một số thành phần không tôn trọng những quy tắc. Giống như là ở cái phòng giặt đồ nơi mình sống nè các bạn, mặc dù họ đã viết giấy và cảnh báo là sau khi bạn giặt đồ bạn không được vứt rác lung tung, không được vứt những cái chai nhựa mà bạn phải tự động đi đến nhà rác và vứt ở đó, và không được vứt ở cái phòng giặt đồ.
Vậy mà mình vẫn thấy có rất là nhiều người mình không biết ai đã vứt những cái chai giặt đồ xung quanh rất là bừa bãi. Và mình thấy có dán rất là nhiều miếng giấy bằng những cái loại ngôn ngữ khác nhau, đó là không được vứt sau khi bạn đã giặt đồ xong. Vậy mà mình thấy là họ vẫn làm. Và như các bạn thấy, bản thân mình là một người nhập cư, mình thấy những cái đó mình rất là tức giận, huống chi là cái người Thụy Điển, một đất nước của họ, một cái đất nước mà họ tôn trọng luật pháp. Và chính những cái người nhập cư mà không tuân thủ pháp luật đó đã làm cho những cái người nhập cư như bọn mình, những người tuân thủ pháp luật bị ghét lây nha các bạn. Có nghĩa là người Thụy Điển họ nhìn tất cả những người nhập cư đều như nhau. Họ nghĩ những người nhập cư là những người mà vô pháp vô thiên, không có luật pháp gì cả, là mặc kệ tất cả, không tôn trọng mọi người. Và đó cũng là lý do mà mình có nói ở những video khác là cái nơi mình là một cái nơi rất là kỳ thị. Tại vì mình bị giống như là mình bị két lây á các bạn. Và mỗi khi á, có một cái tệ nạn gì đó mà được viết lên báo hoặc là lên tivi á, thì đa phần người Thụy Điển sẽ suy nghĩ đó là do người nhập cư làm. Mặc dù mình biết được á, là người Thụy Điển á, vẫn phạm tội giống như những người khác thôi, nhưng mà cái số lượng nó sẽ ít hơn thôi. Nhưng mà họ sẽ quy chụp 100% là do người nhập cư làm. Bởi vì họ đã có sẵn cái thành kiến rồi đó các bạn. Nhìn chung á, mặc dù Thụy Điển cũng có xảy ra những cái loại tệ nạn, trộm cướp, rồi giết người, các thứ, nhưng mà Thụy Điển vẫn là một cái đất nước an toàn và đáng sống nha các bạn. Ví dụ như mình, khi mà mình đi ra đường vào ban ngày á, và mình không có sợ bất kỳ một cái gì hết. Ngày xưa mình sống ở Sài Gòn á các bạn, mỗi lần ra đường mình rất là sợ cướp luôn. Mình sợ tới mức mình ám ảnh luôn á các bạn. Xe cộ rồi túi xách của mình cực kỳ sợ. Nhưng mà ở bên đây á, là bạn không phải sợ bất kỳ một cái gì khi bạn đi ra đường vào ban ngày nha các bạn. Nhưng mà nếu mà bạn đi ban đêm mà đi một mình á, thì cũng nên cẩn thận. Tại vì khi mà bạn đi ra đường vào ban đêm ở bất kỳ cái đất nước nào thì nó cũng rất là nguy hiểm luôn. Và video của mình đến đây cũng là đã hết rồi nha các bạn. Mình hy vọng là video này sẽ cho các bạn một chút kiến thức gì đó về đất nước Thụy Điển. Còn nếu các bạn có góp ý hay là chỉnh sửa gì đó thì nhớ comment bên dưới giúp mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã xem và ủng hộ video của mình trong thời gian qua. Nhớ like cũng như là đăng ký kênh nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.